Hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay lại là đốt gà nữa. Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm clip đang rẫy nướng gà. Bây giờ là sẽ mổ. Thấy có ngon không mọi người? Đây là những công thức anh em mình khi trong rẫy nướng gà. Đây là lá chanh mọi người. Đây là ớt này. Ớt của người đồng bào đấy. Đây mọi người, thịt gà giống như thịt bò đấy. Đây mọi người. Xin chào mọi người nha. Giờ mình đang thái đu đủ để làm gỏi nha. Chuẩn bị ăn với thịt đà điểu nướng. Quý vị cùng cha đón cùng thưởng thức nha. Bác chặt không hả? Anh này chưa có vợ mọi người. Cái này đã phải có ớt thật là nhiều nó mới ngon. Có cái trái chua bên kia mà cà chua, cà con long á. Chút nữa là đi hái. Chào mọi người nhá. Hôm nay là gần xong rồi á, được ăn rồi á. Ăn gà giống như ăn khoai. Thank you.
Đây, cơm chín rồi mọi người. Hai anh thanh niên này chưa có vợ mọi người, xinh quá. À, có nhu cầu liên hệ với em nha. Đang ấy lắm à mọi người ạ. Các bạn nữ ơi, ai có nhu cầu thì liên hệ với Iruben này bạn nhé. Quen đấy. Các bạn Zalo, Instagram, Facebook thì cũng được hết. Đó mọi người biết nha. Nên rất là đảm đang. Đây là ở trong rẫy mọi người ơi. Đang làm cái món gói đu đủ giá. Đây là mọi người. Mọi người. Đây nha, cái cà này là có lông này. Nó chua chua, mình để giả với đồ đủ. Gói đồ đủ nhé. Cà này rất là thơm mọi người ạ. Đây. Đây là cà phê mình cải tạo cà sáng. Đẹp không mọi người nhé. Đây lúa đây. Mời anh review bên kia luôn nhé. Đây là trái sầu riêng mọi người. Đó, thấy chưa? Hôm nay là năm thứ nhất đấy. Đây là trà đu đủ mọi người. Mọi người nha. Đây là ớt mình giả với lá chanh nha. Ớt sim nhỏ. Đây là thịt đà điểu. Đà điểu con. Có đồ đồ giá nữa. Món truyền thống không thể thiếu. Cái này là giả mọi người, không phải là thật nhé. Ăn ngon đấy mọi người. Cái bằng lò. Bằng lò. Đi bằng lò lại. Bộ bộ kế giáo. Không được. Không bằng thế nào. Chắc là đã được một đoạn đó được một đoạn rồi. Còn nè, thì học. Cái gì ăn hết. Cái quá cả nhà. Bưng xe này cả nhà đi. Cái băng có gì lại? Rụng nụ. Sinh ạ Ruben, giặc này ạ. Chứ bác, cảm giác thế nào? Cảm giác rất là... Review gần cảm gần... Cảm giác rất đặc biệt. Đây, món này là không thể thiếu nha các bạn. Đây là... Món này là rất là phê, siêu cay luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh đã chưa có vợ này. Này mới là làm. Làm bên kia. À, nước này. À, có nhu cầu. Ăn cá giống như ăn khoai. ra mọi người ăn cơm này. Bỏ xe dừng ra con lúc đầu rồi. Mặt trệt bởi lúc gì đó cũng có cổ này. Mặt trệt bởi lúc gì đó cũng có. 4 năm người ăn luôn. Sẽ dụ lại. Vô ngày đang rào còn. Rào. Rào bình xuân hẳn là. Này siêu cay lắm mọi người. Quá là siêu cay. Rất là siêu cay. 4 năm người ăn là không hết luôn á. Món này phê. Mọi người ít ít người biết món này. Đây. Nhìn anh này. Chỉ có người ở rừng mới biết món này. Đã điếu con nhá, không phải gà nhá. Đây trong đấy mọi người.